Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C quý vị các bạn nhé. Màu bạc, chiếc xe này là chiếc xe Kia Cerato phiên bản MT. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 355 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2017 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Bây giờ thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Cụ thể là chiếc xe này lăn bánh được 8 vạn 2 km các bạn ạ. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, lốp thì rất là dày đây. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Nhìn về cái sườn bên phụ rất là đẹp luôn. Phần đầu, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là đẹp này. Cụm đèn pha chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì nhá. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon rồi này, đèn gầm này, rất là đẹp. Và đây là cái phần sườn của bên lái. Đấy, nước sơn cũng đều rất là đẹp, lốp thì rất là dày đây. Đấy, lốp này cũng là lốp mới thay, rất dày, rất đẹp rồi các bạn ạ. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe này. Đấy, đây là cái phần nội thất này, toàn bộ từ phần keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp các bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được 8 vạn 2 km rồi. Xe cũng đã được trang bị sẵn màn hình camera lùi, cảm biến lùi. Với những chiếc xe hạng C thì Kia cũng đã trang bị vào rất nhiều option các bạn ạ. Đấy, và đặc biệt là ghế da, ghế múi. Đấy các bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam thôi. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình, cruise control, sang số tự động, kiểm soát hành trình này, ga tự động này, cruise control các bạn ạ. Đấy, tôi sẽ giới thiệu kỹ cho các bạn nhé. Chỉ 355 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng C các bạn nhé. Đấy, ở cái phân khúc hạng C này thì chạy nó rất là thích các bạn ạ. Và nội thất bên trong rất là rộng này, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này, nội thất ghế da này, ghế múi này. Đấy, rất đẹp luôn. Và đây là cái cốp sau bạn này, toàn bộ từ ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Đấy, cốp sau này rất là rộng luôn. Những chiếc xe hạng C thì nó sở hữu kích thước dài hơn, cho nên là từ khoang sau đến cốp, từ cốp sau cho đến cái khoang hành khách ngồi đều rất là rộng các bạn nhé. Đấy, chủ xe cũng đã dán chống ồn rồi này, dán chống ồn. Và đây là cánh cửa sau bên phụ bạn nhé. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản này, táp bi cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Nội thất ghế da, hàng ghế ngồi phía sau đều rất là đẹp luôn này. Đấy. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước. Đây, cánh cửa phía trước, keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này, đến táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, màn hình camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ cả rồi. Nội thất bên trong rất là đẹp các bạn ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Ở Kia Cerato thì Kia cũng đã trang bị cho hai phiên bản khác nhau. Phiên bản số tự động là có hai cái kiểu động cơ, một là kiểu động cơ 1.6 và phiên bản là 2.0. Thì ở phiên bản số sàn này thì Kia trang bị có một kiểu động cơ là kiểu động cơ DOHC 1.6 lít các bạn nhé. Với hộp số tay 5 cấp đi rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ.
Đấy, và động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi này. Thì cơ bản ở chiếc xe này là ốc động cơ còn nguyên bản này, từ ốc chân máy này, ốc mặt máy là còn nguyên bản hết này. Đấy, ốc cabo này, ốc cabo còn nguyên bản luôn các bạn này, keo chỉ cabo này. Đấy, keo chỉ cabo đinh tán còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, tem logo của cabo này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Kia Cerato sản xuất năm 2017 phiên bản MT các bạn nhé. Tôi đang quay video thì có một đoàn khách đến xem đây ạ. Đấy, tôi vẫn cho xem và cho tôi quay bình thường các bạn nhé, để giới thiệu cho quý vị các bạn ạ. Đấy, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato sản xuất năm 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.